Mến chào quý cô chú anh chị đã theo dõi kênh Yến Nhi Hàng Nhật Bãi. Em hay lên clip vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần lúc 18:30 tối. Thì mọi người xem video cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và mọi người nhớ bấm chuông để khi mà em đăng video thì mọi người xem được sớm hơn. Và nay thì em có lên một số mẫu vật tennis, vật cầu lông, dây điện Hataya, cán rìu, rìu Mỹ, cô Linh, một số mẫu cần câu, carbon, có một cây kiếm hàng trưng bày, gấu bằng gỗ, than xếp Nikita, một số hàng bãi Nhật, có bộ cờ bằng đồng, đồng hồ, ba lô Thụy Sĩ màu đỏ, thớt, một số mẫu đồ đồng có gậy người già, dao phát hoang, mâm đồng, một số dao gấp đi phượt. Thì mọi người xem video thấy món nào mà phù hợp với nhu cầu công việc và giá tiền hợp lý thì mọi người ủng hộ em nha. Và nay thì em lên mã B ạ. B1 là cái cuộn dây điện Hataya. Đây ạ. Cái cuộn này thì nó là nó dài là được 29 m ạ. Đây, và nó có là một cái CB chống giật. Đây nó có một cái CB chống giật. Và nó có ba cái ổ cắm điện là đều có cái nắp đậy hết. Và dây điện thì không có bị rách gì hết ạ. Này là em kiểm tra rồi, không có bị rách gì hết. Thì cái mã B1 dây điện Hataya này em bán là 950k ạ, B1. Và em qua B2 là cây rìu ạ. Cây rìu này nó nặng là được 2,6 kg là cân tổng thể ạ. Đây. Cái này thì cái phần cán với cái phần lưỡi đây là chưa có nêm ạ, thì các anh các chú mình mua về thì mình nêm lại giúp em. Và cái lưỡi rìu này đây ạ là cô Lin, là của Mỹ ạ. Đó. Lưỡi của nó đây. Và cái cán đây ạ. Đó, cái cán rất là đẹp luôn. Cái này thì em đo cái phần lưỡi của nó ở đây là được chiều dài này là được 19 ạ. Và cái phần lưỡi ở đây thì được qua là 11. Và cái mã rìu Colin này B2 thì em bán là 2.400.000. Và em qua B3 là cái cán rìu ạ. Cái cán rìu thì nó dài là 90 cm. Trên cái cán rìu thì nó có cái dòng số đây ạ. Cái dòng số. Ở cái phần này đây thì nó bị cấn nhẹ cái góc này một xíu thôi, nhưng mà không có ảnh hưởng gì tới cái phần cán hết ạ. Không có bị rạn nứt gì hết ạ. Chỉ bị cấn ở cái đuôi thôi. Đó. Thì cái mã này em bán là 450k B3 cán rìu. Và em qua B4. B4 ở đây thì em có một cây kéo cắt bờ rào của hãng Ocasone đây ạ. À. Nó có cái logo đây, nó có cái mọc chuyện của nó ở đây, ở trên cái phần cái ốc của nó đây. Đây, kéo trắng đỏ. Ở ngay chỗ này là em vấn keo là do cái phần con ốc nó hơi bị rỉ thôi, chứ nó không có bị nứt gì hết ạ. Các anh các chú mình yên tâm. Đây lưỡi của nó đây, đó, còn rất là sắc luôn. Cây này thì cái phần chiều dài tổng thể của nó ở đây là được 70 cm và phần lưỡi là 18 cm ạ. À. Em bán là 220k B4. Và em qua B5. B5 ở đây thì em có là một cái mỏ lết. Cái mỏ lết này nó dài ở đây là được 90 cm. Và nó mở tối đa miệng là được 14 cm ạ. Và nó nặng là 8 kg. Nó rất là nặng luôn ạ. Hình thức của
của nó đây ạ. Chiều dài là được 90 cm. Của MCC. Đây ạ. Của hãng MCC. Nó có chữ Made in Japan ở đây. Đó. Ngay tay em đây ạ, nó hơi chói đèn. Đây ạ, Made in Japan đây. Đây cái miệng của nó đây ạ, còn rất là đẹp luôn. Không có mẻ dập gì hết. Đó, nó có nó có các cái thông số đây. Todici này, nó có các số trên đây. Thì cái mã này B5 này là em bán 550k ạ. Đây. B5 là 550k. Và em qua B6 là cái đồ bơm. Đồ bơm giống như là đồ bơm xe ạ, nhưng mà nó bị cái này thì nó bị sao ạ? Em sạc thì em thấy là nó không có vô, thì không biết là về các anh các chú mình có sửa lại được không. Nó của cái hãng đây, tóc cái hãng của nó đây à. Đó. Đó, nó để nó bơm xe như vậy, kiểu dáng của nó đây. Thì cái này em bán thanh lý, em không có bao sống chết đây, nên em bán là 80k, B6 ạ, 80k. Nó có một cái đầu cục sạc đây để mình sạc. Đó, cái đầu để mình sạc là kiểu như vậy. Và em qua B7 ở đây thì em có mũi khoan ạ. Mũi khoan này ở đây thì là được 3 kg, lộn xộn hết ạ. Nó em cân hết luôn là được 3 kg. Nó có mũi to. Nó lộn xộn mũi như vậy luôn. Nó nhiều lắm ạ. Thì tổng thể như vậy đây là 3 kg, em bán 250k B7. Và em qua B8. B8 ở đây thì em bán cái combo này, nó có là cái cần với mấy cái đầu tiếp với mấy cái đầu vít, vít cộng trừ rồi đây ạ, vít cộng trừ lục giác. Nó thì cái này do để ở bãi đây, nó dính nước mưa thì mấy cái phần mà đầu tiếp này đây, nó có bị rỉ, nó có bị rỉ sét như vậy đây. Nó thì về cái anh có thể chà ra. Nó có để đây là 7, 8, 10, 11, 12, 13 ạ. Nó có để số trên đây hết. Thì em bán cái combo này là 120k hai bộ luôn. Và em qua B9 ở đây thì em có 40 con dao. Ở con dao này thì nó là dao thái bếp đây, nó có chữ Nhật khắc ở trên cái phần lưỡi đây ạ. À. Tay cầm là bằng gỗ. Con thứ hai này là Nakiri, sát cán của nó rất là dày luôn đây. Đó. Chữ Nhật đây, có phần có trên lưỡi đây ạ. À. Cái này thì cái lưỡi Nakiri luôn ạ. À. Nó cũng có chữ ở trên đây, chữ ở trên lưỡi, ba lớp thép. Và cái con này thì nó là dao đề ba, lưỡi dao đề ba này. Đó. Cũng có chữ ở trên cái phần lưỡi, hai mặt đều có hết. Này về các anh các chú mình làm lại. Thì em bán cái combo này là chỉ có 280k thôi. B9 ạ. À. 280k là 40 con dao. Em qua B10. B10 ở đây thì em có là cái dây mà để các anh đeo vô cái túi á, mình nịt ngang bụng mình, của Tajima ạ. Tajima Japan. Thì cái này em thấy nó để ở đây là 50mm đây. Đó. 50mm. Rồi ở đây nó để cái size M 125 cm.
Đó. Các thông tin thì nó có để ở ngoài cái vỏ hết đây ạ. À. Thì cái mã này em bán là 350k B10. Và em qua B11 là một số mẫu vợt, vợt tennis. Cây vợt này là cái hiệu của nó là Rimsy, và cân nặng của nó là được 300g, mà hình thức thì có bị trầy xước nhẹ thôi. Đây, đó, có những cái vết trầy nhẹ thôi. Dưới đây đây còn rất là đẹp luôn. Rinsey. Kiểu dáng của nó đây ạ. Cây vợt này em bán là 280k B11. Cây này thì em thấy là hình thức là trầy ít thôi ạ. À. Đây như cái phần đầu đây ạ, à, trầy ít. 280. B12. B12. Cây này là của Dunlop ạ. À. Đây hình thức của nó đây ạ. À. Hình thức của nó thì cái phần đầu trên đây đây thì người trước họ dùng nên nó cũng có bị trầy xước đây ạ. À. Có bị trầy. Nhưng mà trầy là trầy cũng tương đối thôi ạ, à, không có nhiều lắm. Đó, ở đây thì còn rất là mới luôn. Kiểu dáng của nó đây. À, cần này là cái vợt này là vợt carbon ạ, à, vợt carbon nó cân nặng của nó là 260g và em bán là 360k ạ, à, B12. Em qua B13 cũng là một cây cần carbon luôn. Cần này của Rinsey ạ. À. Cân nặng của nó là 275g ạ, à, 285g ở đây có để đây ạ, à, 285g. Hình thức của nó là nó cũng có bị trầy xước đây, nó trầy xước ở cái phần mà người trước họ dùng họ đánh này, à, cái phần đầu. Và cây này thì em bán là 400k B13, kiểu dáng của nó đây ạ. À. Chỗ này nó cũng có cái vết trầy nữa. À không, cái này không phải vết trầy, à, nó bị dính keo thôi. Đây. Không phải vết trầy, nó dính keo. Đây ạ, à, em lao là nó ra thôi. Vết trầy, dính keo ạ. À. B13 là 400k. Hôm qua B14. B14 cây vợt này là được 270g của Rinsey. Hình thức thì cái phần đầu đây cũng bị trầy xước nhẹ đó, do người trước họ sử dụng. Còn phần dưới đây đây đó, cũng có bị những cái vết trầy, trầy nhẹ thôi. Đây kiểu dáng của nó đây ạ. À. Em bán cây này là 350k, B14 là 350k. Em qua B15. B15 cây này là của Pabobon. Cây này thì cân nặng của nó là được 275g ạ. À. Này, cái này nó có để đây ạ, à, 275g. Hình thức của nó đây đẹp ạ, à, cái này đẹp. Đây, còn rất là đẹp luôn. Trầy nhẹ thôi ạ, à. Cái phần này, cái này giống như là một lớp da đây, nên họ đánh thì nó bị trầy xước nhẹ cái lớp da thôi. Cây vợt là còn hình thức là em thấy còn đẹp. Kiểu dáng của nó đây ạ. À. Em bán cây này là 480k B15.
em qua B16. B16 thì em qua vợt cầu lông. Cái cặp vợt cầu lông này thì hình thức của nó thì nó có bị là trề xước nhẹ ở cái phần mà đầu đây, nó cái phần đầu trề nhẹ thôi ạ. Đó. Cái này là còn cái miếng bọc luôn đây, cái cây này là còn miếng bọc luôn đây, là người ta ít dùng nè đây ạ. Cây này thì cũng là cái miếng này là cũng của nó luôn đó. Thì cái cặp này em bán là 380, hình thức là em thấy cũng còn tương đối rất là đẹp ạ. 380 B16. Em qua B17. B17 thì cái cặp vợt này đây, cặp vợt này là của hãng Yonex à. Cái phần tay cầm này cũng là zin của nó luôn. Đây. Đó. Đây, hình thức của nó đây. Hình thức thì cái này đây thì nó trầy xước đây, thì em thấy là nó trầy xước cái phần đầu bông, cái lớp sơn thì trầy khá là nhiều ạ. Đó. Nhưng mà còn rất là đẹp luôn, lưới đồ còn rất là ok. Em bán là 450k, B17 ạ, 450k. Em qua B18. B18 thì em có cái cặp vợt này là nó của California USA. Đây. Hình thức của cái cặp này đây thì em thấy này ạ, nó chạy rất là ít luôn. Nó màu đen á, nhìn kỹ thì mới thấy thôi ạ, nó chạy ít lắm ạ. Đó. Lưới là cũng còn rất là ok luôn. Cambod. Nó cái logo hình con cá luôn ạ, con cá foil ạ. Và cái cặp này thì em bán là 480k và nó có luôn cái túi đây, cái túi của nó 2 ngăn. B18 là 480. Và em qua B19. B19 thì em có một cây vợt carbon ạ. Đây, cây vợt này cái tay cầm của nó là zin của nó luôn, của hãng đây, Kaiser. Đây, Kaiser. À, cây này thì người trước họ có dùng rồi đây, nên nó cũng có bị trầy xước đây ạ. À. Nó trầy, theo em thì nó trầy cũng khá là nhiều ạ. Nhưng mà vợt thì còn rất là ok luôn, đó, không có bị cong ven và lưới thì cũng còn rất là ok. Carbon nó rất là nhẹ luôn đây ạ, carbon tail. Nó là nó dạng màu xám xám rồi nó pha với cái mấy cái màu nâu, màu kiểu màu vàng vàng này nữa. Cái màu này nó thì cái màu kiểu nhìn cái màu thì màu hơi tối. Em bán cái này 550k. B19 ạ. B19 là 550k. Em qua một số mẫu cần câu ạ. B20 là một cây cần câu Shimano của Nhật ạ. Đây, Shimano. Đây ạ. Cần câu này là cần câu carbon và là cần câu tai. Nó thu gọn như vậy là khoảng 50 cm. Và ở đây thì nó có là 3 cái chế độ, là ở đây là 3m7, 4m, 4m4 ạ. Đây, cái phần ngọn của nó đây ạ, carbon xoắn đây. Đó. Hình thức là còn cần cần còn rất là đẹp luôn. Đây, carbon xoắn đây. Đó.
nó có phân ra vậy đây, 37 4 44 à. Để mình có thể kéo dài ra hơn đây, nó thu gọn lại. Đó, kéo dài ra thêm một đoạn nữa. Thu gọn lại. Đó, thì tùy theo các anh mình muốn câu tầm bao nhiêu ạ? À. Tối đa của nó là được 4m4. Tối thiểu là 3m. Đó, nó có để đầy đủ trên đây hết. Cái này thì nó có cái núp chụp. Cái núp chụp này thì nó bị đứt chỗ này ạ, đứt cái gọng dây chỗ này một xíu đây, Shimano luôn đây ạ. Đó. Có cái túi. Cái túi Shimano luôn. Thì cái cần câu tay Shimano này em bán là 550k cần carbon. Em qua B21 ạ, là cũng là một cái cần câu tay của Shimano. Cần này thì nó dài, nó thu gọn như vậy là được 60 cm. Và nó dài đây là được 4,5 m ạ. Và cây cần Shimano này là sản xuất tại Indo. Thì cái này cũng là carbon luôn ạ. Đây carbon nó xoắn đây. Đó. Cần cũng còn rất là đẹp luôn. Và cây cần câu tay này em bán là 400k B21. Nó cũng có cái túi luôn ạ. À. Cái túi của nó đây. Và em qua combo hai cần câu, một cần là 3,5 m và một cần là 3,6 m và một cần là 4,5 m ạ. Thì ở đây là em có cây cần 3,6 m. Đây. Hình thức là nó bị trầy xước ạ, à. Nó có tem mát luôn. Đó. Nó bị trầy xước phía bên ngoài thôi. Cái này thì nó bị dính keo. Còn ở đây đó, cái phần cần đây còn rất là đẹp luôn ạ, không có bị bể gì hết. Mà em qua cần 4,5 m đây đó. Đó, cần 4,5 m cũng còn đẹp lắm. Nó không có bị dập cần hay là bị bể cần gì hết. Hình thức của nó thì bên ngoài là ít trầy hơn cần 3,6 m ạ. Đây của Kington. Của Nhật đây ạ. À. Thì cái cặp này em bán là 4,5 m câu tay. 450 ạ. B22 là 450k. Em qua B23 là một khi cần câu. Cây cần này thì hình thức bên ngoài của nó đây ạ. Câu tay rất là đẹp luôn. Nó cũng của Shimano ạ. Cũng của Shimano. Nó có tem mát luôn đây. Đó, nó có tem mát đầy đủ hết. Đó. Cần này thì nó dài thu gọn như vậy là 1 m ạ. Và dài tổng thể của nó là được 3,6 m. Bên ngoài của nó đây còn rất là đẹp luôn, và nó có cái nếp chụp luôn này ạ. À. Cần này em bán là 400k B23 400k. Em qua B25 là cần câu máy. Đây, cái máy của nó ở đây thì là Fuji Japan ạ. À. Và cần này là dài là được 3,3 m. Cái cần này đây thì nó có để đây là chất lượng cao đây, nó để là high quality fishing là chất lượng cao để câu cá. Đó. Đây. Cần cũng còn rất là đẹp luôn. Đây. Đây Fuji. Ở đây cũng có chữ đây ạ, à, Fuji. Còn hình thức là cũng còn rất là đẹp. Ở chỗ này thì do là để ở ngoài bãi đây, nó hơi bị giống như loang ố một xíu thôi, không có ảnh hưởng gì hết ạ. À. Nó thu như vậy là được 1 m ạ. À.
cần câu máy dài 3m3 thì em bán là 480k B25. Nó cái đầu chụp lại luôn đây. Và em qua B26. Cái cần này nó dài là 1m2, dài thu gọn là 1m2 ạ, và cần nó dài luôn là được 6m4. Đó. Cái này nó không có ghi thông số trên đây nên em phải đo bên ngoài, nó là của Olympus ạ. Đó, nó của Olympus. Đây. Hình thức thì bên ngoài nó có bị trầy xước ạ, bị trầy xước nhẹ thôi. Cần này cần câu tay, nó dài 6m4. Đây. Cái ngọn của nó đây rất là to luôn. Đó. Hình thức của nó là cũng còn đẹp luôn, ống cần là không có bị dập gì hết ạ. À. Phía trong là còn rất là mới. Chỉ có cái ống to phía ngoài là nó bị trầy xước thôi. Đó. Hình thức là còn rất là ok luôn ạ. À. Này nó dài em đo ở ngoài là 6m4. Thì cái cần này em bán là 520k B26 câu tay. Và em qua B28. Ở đây thì em có là cái kệ để dao. Cái này là của Nga à. Đây, tiếng chữ Nga của nó đây. Đây cái, nó có cái kệ đây để mình treo kéo bonsai đồ lên này à, hoặc là dao bếp, cái liếc dao. Đây cái hình đây ạ. À. Cái này là nó cho sẵn vít tắc kê luôn để mình khoan mình bắt vào tường luôn ạ. À. Cái phần này là 500, cái phần màu đen là nhựa, còn cái thanh này đây, hai cái thanh này là 500 để nó hít. À, cái thanh này là nó dài được 50 cm nè. À. Là em bán cái này 150k một thanh à, thì ở đây em có được hai thanh. Hai thanh thì là 300k. B28. Và em qua B29. B29 ở đây thì em có một cây kìm mổ quả. Cây kìm này thì đây, thép là thép CRV, nó dài ở đây là được 55 ạ. 55. Đây, và cái miệng nó mở ở đây thì được cái miệng nó mở ở đây thì khoảng là đây, để mở ra hết đây. Đây cái miệng nó mở ở đây là được khoảng 9 cm đó, tầm đó. Hình thức là nó còn mới luôn, không miệng không có bị mẻ dập gì hết ạ. À. Em bán B29 thì là 250k. Em qua B30. B30 ở đây thì em có một cái ống dòm Nikon ạ. Cái này là nó bằng da, nó phía bên ngoài của nó là bằng da hết luôn. Nikon. Cái túi cũng là bằng da luôn ạ. Đây. Có chữ đây ạ, Made in Japan. Nikon. Nó có hai cái nút chụp lại Nikon luôn đây, nó có chữ Nikon ở trên hai nút chụp luôn. Đây ạ, à, Japan. Thì Nikon này là nó là 8x23. Dòng Nikon thì nhìn rất là rõ luôn ạ. À. Kính của nó là không có bị bể hay bị trầy gì hết ạ. À. Chiều dài ở đây là nó được 10,5 và ngang qua thì nó khoảng là 9,5 ạ. À. Em bán cái ống dòm này là 980k B30. Em qua B31 là mấy cái ống dòm ạ. À. Mấy cái ống dòm này thì em thanh lý giá rẻ rồi nên em không có bao là nhìn được à. Về các anh các chú mình à, mua mình về mình vệ sinh được thì mình mua mình vệ sinh ạ. À. Chứ em không có bao là phải nhìn được thấy rõ đâu ạ. À. Đó. Thì cái này
Trên đây thì để là 7 x 18 đây. Kiểu này là kiểu dáng kiểu nó sưu tầm ạ, nó. Hình thức thì phía bên ngoài lớp mạ là nó có bị trầy xước cái lớp mạ màu đen đây ạ. Và kính của nó đây thì bị bám bụi như vậy đây ạ. Nó không có bị bể gì hết. Thì cái này em bán là 200k B31. Em qua B32. Cái này là cái dòng ống dòm Delta. Cái tầm nhìn thì thấy là để 376 đến 1000m. Mà cái này là em chưa vệ sinh đây, nó bám bụi như vậy đây. Về các anh các chú mình vệ sinh lại mặt kính là không bị trầy, không bị bể gì hết. Nó có chữ Zappan ở đây đó. Cái này thì em đo cái chiều dài là 18 và ngang qua đây là 17. Em bán là 300k B32. Em qua B33. B33 cái này nó nặng 1,2 kg à. Và nó là ba chức năng thì nó bị gãy cái đồ chỉnh zoom ở đây rồi ạ. À. Zoom thì nó để ở đây là 8, 14, 50. Thì cái này về các anh các chú mình tháo ra mình có thể làm ống nhòm một mắt cũng được ạ. À. Kính của nó đây không bị bể, không trầy gì hết. Chiều dài của nó ở đây là được 18 năm và ngang qua đây thì nó được 17. Em bán 320 B33. Và em qua B35. B35 ở đây thì em có là cái khò ga. Cái khò ga này em có màu đen đây, đó. Cái này thì có nút on off ở đây đó. Em đang khóa này em mở đây đó. Cái này thì mình chỉnh ga thì mình chỉnh ở đây, nó có nút cộng trừ ạ. Và mình bơm ga thì mình cũng bơm ở dưới cái đít cái khò ga này luôn ạ. Đó. Chiều dài của cái khò ga này là được 17 cm. Em bán là 300k. B35 là 300k. Em qua B36 ạ. B36 ở đây thì em có một cái quẹt này là mình dùng xăng đá. Này là còn mới luôn đây, chưa sử dụng. Chiều dài ở đây là được 6,5 mà. Nó rất là gọn nhỏ luôn. Bằng đồng á. Em bán 260 B36. Em qua B37 là Zippo của USA ạ. Đây, made in USA. Zippo made in USA D17. Đây phía bên trong này ạ. D17 made in USA và chưa qua sử dụng luôn, mình cũng dùng xăng đá. Hàng mới luôn ạ. Và cái này thì em bán là 580k B37. Em qua B38. B38 cái này thì là nó là dạng như cái khò ga ạ. Mình cho ga. Bơm ga dưới đây. Hoặc kiểu nó dạng như chiếc xe lửa. Chiều dài của nó ở đây thì được 9 cm. Hiện bán 300. B38 300. Em qua B39. B39 ở đây thì có một cái bật lửa. Cái bật lửa này loại to, mình cũng dùng xăng đá ha. Đây. Của chết. Cái này thì mình dùng, mình cho xăng vào thì mình để ở trên bàn làm việc à. Đó. Thì nó chứa được nhiều, kiểu nó to thì nó chứa được nhiều xăng ạ. À. Cũng còn mới luôn, chưa sử dụng. Đó, nó cũng là bằng đồng luôn ạ. Và cái này thì em có thêm là một cái khóa đây để mình dặn cái đít của nó. Và đá và tim đây đó, để các anh mình thay. Cái này em bán là 480 B39. Em qua B40 là cái bộ vít để sửa điện thoại đó. Ở đây đây đó, nó có đầy đủ hết, vít bốn cạnh,
nhỏ to rồi dấu trừ dẹp hoa thị nó kiểu nó như vậy, nhỏ gọn thôi ạ. Này cái bộ này thì em bán là 100k, B40 100k. Em qua B41 là cái móc khóa. Cái móc khóa của Đức ạ, có cái logo hai hình người. Nó ở đây thì có một cái con dao, một cái đồ để mình giũa móng. Một cây kéo. Đó, một cây kéo. Và cái đồ bấm móng nè. Đó, cái đồ bấm móng. Thì cái móc khóa này em bán 150. B41 150. Qua B42 là một cái cặp kéo tỉa. Rồi cặp kéo này thì mình muốn cắt cái gì cũng được, hoặc là mình tỉa cái gì cũng được ạ. Nó bonsai mini hay mình muốn dùng vào việc gì cũng được ạ. Kéo này thì nó nhỏ thôi ạ, nó dài ở đây là được gần 13, nó dài là gần 13. Và cái phần lưỡi nó ở đây thì nó được là 4,5. Đó. Thì cái cặp này em bán 120. B42 120. Em qua B43. Là cái con dao này thì mình có thể móc chung với chìa khóa của mình đây. Nó có cái chốt kiểu như vậy. Đó. Và đây. Cái phần lưỡi dao của nó là thép không dỉ made in Japan. Con dao này thì cái phần lưỡi của nó ở đây là được 5,2 ạ. Và bản ngang qua đây là được 1,2. Đó. Dao này thì nó gọn ạ. Đây. Nó dài ở đây là được 7,5. Em bán là 100k B43. Và em qua em có mấy cây viết. Mấy cây viết ở đây thì đây. Mấy cây viết ở đây mã viết này. Cây này là cây viết mực, cây viết mực của Nhật. Cái trên đây thì nó hơi bị bong tróc cái lớp mạ một xíu ạ. Đó, nó bị bong tróc cái lớp mạ một xíu. Còn cái cây này thì là nó là viết chì ạ, nhưng mà em thấy nó hơi bị kiểu hơi về các anh các chú mình chỉnh lại ạ, nó hơi cứng tay một xíu. Trong ruột là có chữ luôn ạ. Và cây này là cây viết mực của Pilot Sapan. Và cái mũi của nó đây ạ, là vàng, nó mạ lên vàng 14k ạ. Đây. Nó có chữ ở đây đây, số 14k, nó hơi mờ, nó nhỏ lắm ạ. Nhìn ở ngoài thì mình mới thấy được ạ, qua cam thì nó hơi khó thấy. Thì combo 3 cây viết này của Nhật em bán là 280k. B34 ạ. Em qua bộ cờ ạ. Ở đây thì nay em có về thêm được cái một bộ cờ này. Bộ cờ tướng ạ. Thì hình thức bên ngoài của nó là giống như nhìn một giống như là một chiếc vali ạ. Đó. Nó là bằng da, nó phủ một lớp da. Thì chiều dài của nó ở đây là được chiều dài ở đây là được 43 ạ. Chiều dài là em đo 43. Và chiều ngang qua này thì được khoảng là 23. Và khi mà mở ra đây. Đó, mở ra như vậy, trong bên trong là có một cái bàn cờ. Đó. Chiều dài này thì nó được là 46 ạ. Đó. Và những quân cờ dưới đây đó, có màu đỏ và màu đen và đều là bằng đồng hết ạ. Và cái bộ cờ này em cân nặng là được 5,5 kg ạ. Em đo cái đường kính cái quân cờ qua là được 3,5 và độ dày của nó ở đây là được 1,3.
đen và màu đỏ. Thì rất là gọn luôn. Đó, các anh các chú mình dùng xong thì mình để trong đây nó rất là gọn mà rất là sang. Đó, bằng da. Thì cái bộ cờ này em không có để giá à. Các anh các chú nào mà quan tâm thì nhắn cho em là bộ cờ rồi em báo giá. Và em qua cái đồng hồ ạ. Ở đây thì em có một cái đồng hồ của Nhật. Đây nó có cái hộp phía bên ngoài thì cái hộp nó bị cũ ạ. Đồng hồ thì máy là hoạt động ok. Và đồng hồ này thì nó không có cái kim dây, nó chỉ có kim giờ và kim phút thôi ạ. Chạy là giờ cũng chính xác luôn ạ. Đó, em để nãy giờ luôn. Thì cái đồng hồ này á, cái miếng bức tranh nó dạng như là một bức tranh là bằng gỗ đây, nó bằng gỗ. Và họ phía trên là một miếng kính ạ, một miếng kính. Đó. Họ ép lại bốn cái miếng này để cho nó giữ lại. Cái này thì mình treo tường, nó có hai cái móc ở đây để treo tường. Đây, chữ Nhật tem mát là còn đầy đủ luôn. Và cái máy của nó đây, cái máy nó là Japan này, nó có chữ đây ạ. Japan và mình dùng là dùng một cục pin to như vậy. Đó. Thì cái đồng hồ này nó là hình vuông nên em đo qua đây thì nó được là 30 ạ. Đường kính qua 30. Còn mới luôn, nó còn ở trong cái hộp luôn. Đó, nó có cái đồ để mình bắt ốc luôn đây ạ. Mình có hai cái móc để mình treo lên tường nhà mình. Thì cái đồng hồ này là em bán 900k. Đồng hồ là 900k. Và em qua cặp loa. Cặp loa thì là B44. Em bị nhầm hai mã, bị trùng. Cái loa này thì cái hiệu của nó đây là ZR hết. Cái này thì khi mà mình mở lên thì nó sẽ cháy đèn sáng như vậy ạ. Đó, sáng như vậy. Và mình kết nối với điện thoại đây thì nó cũng sẽ hiện lên chữ ZR hết này để mình kết nối. Và cái này thì mình dùng trực tiếp, có một cái đầu cục sạc điện thoại thì mình dùng trực tiếp vào điện luôn. Hoặc là mình xài vào cục sạc dự phòng ạ. Và nó có cái chui tròn này nữa để mình gắn trên loa của xe ô tô, xe tải của mình. Đó. Một là mình xài trực tiếp, hai là mình xài qua Bluetooth ạ. Khi mà các anh các chú mình mở nó lên rồi thì mình nó sẽ cháy đèn và mình phải ấn liên tục hai lần thì nó mới là kết nối Bluetooth. Thì nó có nói tiếng Anh trong đây hết ạ, là kết nối Bluetooth. Thì các anh các chú nào mà mua mà về chưa biết sử dụng thì nhắn cho em và em gửi cái clip mà em quay rồi em gửi qua cho các anh xem ạ. Em đo chiều cao của nó ở đây là được 17,5 và ngang qua đây thì nó được là 7,7. Và B44 này là em bán 160k là cặp loa. Em qua B45. B45 ở đây thì nay em có cái tai nghe màu đen ạ. Tai nghe Bluetooth. Tai nghe này thì nó kết nối được với iPhone, Apple, Samsung luôn ạ. Rất là dễ kết nối. Ở trong đây thì nó sẽ cho mình là một cái dây để mình sạc. Đó, cái dây sạc của nó đây ạ. Đó. Và ở đây thì nó cho thêm là mấy cái đầu để mình thay đổi cái phần tai của mình nữa. Đó. Cái này là nó cũng còn mới luôn đây. Đây. Đây ạ, Made in Japan. Mở ra rồi đó. Khi mà mình muốn cho nó kết nối với điện thoại của mình thì mình sẽ ấn giữ nút ở ngoài sau và nó sẽ bắt đầu nó sẽ tự tìm và nó kết nối rất là nhanh.
rất là dễ sử dụng luôn ạ. Và cái tai nghe này thì em bán là 230k, tai nghe không dây ạ, B45. Và em qua B46 ở đây thì em có một cái đèn. Đèn này thì mình để mình đi câu hay là lúc cúp điện ạ, nó hoặc là trang trí đề co. Cái ánh sáng của nó không có chói mắt ạ, nó chỉ sáng là sáng vàng thì nó sáng vừa thôi. Nó có chế độ chỉnh là sáng mờ, sáng vừa và sáng nhất, nó kiểu như vậy. Đây, made in Japan. Và nó là cũng là đèn đèn dạng sạc ạ. Thì chiều cao của nó được tầm khoảng là 17 cm. Và em bán là 160k. B46 160k. Và em qua B47 ở đây thì em có là cái ba lô ạ. Nay thì em có thêm một cái màu là màu đỏ. Đây, đó. Màu đỏ. Đây là Squeaker. Ba lô của Thụy Sĩ nó có cái logo và mỗi cái dây kéo là đều có cái logo hết ạ. Mật khẩu này thì để mình khóa lại ạ. Mật khẩu hiện giờ là 3 số 0. Khi mà mình muốn thay đổi mật khẩu thì mình ấn giữ tay và mình chỉnh nó là, như bây giờ em chỉnh nó sẽ là 3 số 1 ạ. Đó. Buông tay là 3 số 1. Nó rất là nhiều ngăn ạ, rất là rộng. Thì các anh các chú mình đựng quần áo thì khoảng 4 5 6 bộ đồ luôn, còn các bé đi học thì rất là rộng luôn. Đó, nó có một cái ngăn dưới, ngăn bên hông để mình để chai nước ạ. Đây. Có ngăn nhỏ, đó, ngăn nhỏ phía bên trong. Và cái này thì nó có thêm cái túi để mình chùm đi mưa nữa. Nó tránh ướt cái đồ ở bên trong ba lô. Cái ngăn này rất là rộng luôn. Đó. Mình để được máy tính, laptop, quần áo thoải mái các anh các chú mình đi làm. Phía sau thì mình quải lên rất là êm luôn, êm cái vai, cái lưng của mình. Thì cái này nó, em đo cái chiều cao của nó là được 45 cm và ngang qua thì nó được là 35 ạ. Và cái ba lô màu đỏ này em bán 420k. Và em qua B48 là cái thớt ạ. Đây. Cái thớt này thì nó nặng là được 2 kg ạ. Và cái chiều cao của nó đây, chiều dài của nó là được 40 ạ. Và ngang qua là được 30. Một mặt thì các anh các chú mình sắt củ quả đây, cho các chị mình sắt củ quả. Còn cái mặt còn lại thì mình sắt thịt ạ. Đó, mình thái thịt. Đây, nó có cái logo hình người đây, made in Germany đây ạ, của Đức. Nó là inox 304 thép không dỉ. Đó. Em bán 300k B48. Và em qua B49 ạ. B49 thì em có một cái chuông này nó nặng là 1,2 kg. Đó, bằng đồng. Đây. Hình thức của nó đây, còn đẹp à. Em đo cái đường kính qua đây là được 14. Và chiều cao ở đây thì được là 8 ạ, gần 8 cm. Đó. Đó. Nghe rất là hay, vàng. Cái tiếng của nó rất là vàng. Cái này mà các anh các chú mình về mình để thêm lên một cái miếng vải, nó vải cuộn tròn lại và gõ bằng đúng cái cây của nó thì nghe tiếng rất là hay. Em chỉ gõ bằng cây thước thôi nên tiếng nó không có vang bằng. Thì em bán là 980k B49. Em qua B50. B50 cái chuông này chuông bé bằng đồng luôn ạ. À. Cái chuông này thì nó nhỏ gọn, hình thức của nó thì nó có bị trầy xước. À, nó có bị trầy xước. Cái này thì em đo cái đường kính nó qua đây là 6,5. Và chiều cao của nó ở đây thì nó được là 2,5. Em bán 100k. B50 100k. Em qua B51 là đồng tiền. Ở đây thì em có là 12 đồng xu. Đồng tiền xu.
1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Cái này thì nó là của các vị tổng thống của Mỹ qua từng thời kỳ đây, từng năm. Và nó có để hình đây. Đó, để từng vị tổng thống và từng năm luôn đây. Đó. Và cái này nó là đồng đồng bằng bằng đồng á, bằng đồng, nhưng mà cái phía trong là bằng đồng nhưng mà người ta mạ bạc, đó, kiểu như vậy. Đồng xu là bằng đồng rồi mạ bạc phía bên ngoài nên nó có một cái lớp màu trắng á. Cái này là về ví dụ như các anh mình dùng để mình cạo gió cũng được à, đó. 12 vị tổng thống từng thời kỳ đây. Em bán 260, 12 đồng. B51. Em qua B52. B52 thì em có là được đồng này cũng 12 đồng luôn, mà đồng 12 con giáp à, từ chuột cho tới con lợn à. Đó. Nó có để luôn. Cái này tiếng Anh đây, con chó rồi con hổ rồi đây à. Ở ngày sau thì có hình bát quái. Đó. Cũng là bằng đồng luôn, họ mạ bạc. Đó, con gà. Thì 12 cái đồng xu này hình 12 con giáp thì em bán là 300k. B52 300k. Em qua B53 là cái bình hoa. Cái bình hoa này đây thì nó là bằng đồng, đây, đồng. Hình thức thì do làm để ở bãi này rồi đi quá trình vận chuyển thì nó bị cấn. Nó cái vết cấn chỗ này đây. Đó, nó vết cấn ở cái góc chỗ này. Nó cấn thôi chứ nó không có bị lủng à. Đó, bằng đồng. Chiều cao của nó ở đây là được 31 ạ. Chiều cao là 31. Và cái miệng bình qua đây là được 5. Và cái phần bụng ở đây thì nó khoảng là 10 ạ. Cái này em cân là 900g. Em bán là 700k ạ. Cái này 900g em ghi nhầm. B53 là 700k. Hình thức là còn rất là đẹp luôn, chỉ bị cấn nhẹ ở đó, ở cái góc đó một xíu thôi, cái góc này một xíu thôi. Em qua B54 là cái ấm trà bằng đồng á, đó, bằng đồng. Và họ cũng mạ bạc luôn, đó, mạ bạc. Và cái này là họ làm vân búa, họ làm thủ công luôn ạ, nên nó rất là tỉ mỉ. Và cái này thì họ quấn cái phần này đây để mình cầm nó không có bị nóng tay. Cái này về các anh các chú mình vệ sinh lại giúp em, cái này em chưa có vệ sinh đây. Cái này cái dung tích của cái ấm này thì nó tầm khoảng 300ml thôi à, nó nhỏ thôi để các anh các chú mình uống trà. Cái này em bán là 550k, B54 550k là bằng đồng mạ bạc. Và em qua B55. B55 đây. Cái này thì cái hình phía bên trong đây, cái hình phía bên trong là nó là cây giống như là tùng trúc cúc à. Tùng mai trúc cúc gì đó, đó của cảnh à. Em thấy là có cây trúc nè, có cây tùng mai, bức tranh phong cảnh tùng mai cúc trúc. Và nó dạng như cái dĩa hay sao ạ. Nó em đo cái đường kính qua đây là được 19,5 ạ. Và chiều cao của nó ở đây là được
3,8. Em bán cái này 300k, B55. Em qua B56. B56 ở đây thì em có cái ấm gan. Cái ấm gan này là còn mới luôn, chưa sử dụng đây ạ. À. Dung tích của nó thì tầm 400ml đổ lại ạ. À. Đây nó có một chuyện ở đây. À. Cái này em bán 650k. B56 650k. Em qua B57. Ở đây em có cái ly này, cái kiểu dáng của nó dạng như nhìn giống như là cái cúp vậy ạ. À. Đó, nó bằng đồng luôn. Chiều cao của nó ở đây là được 12 năm. Và cái phần miệng của nó ở đây là 5,4. Em bán là 300k. B57 300k. Em qua B58 là cái K bằng đồng. Đây nó có chữ ở đây. Và họ là họ dập vân búa luôn à. Họ làm thủ công vân búa luôn. Đó. À, chiều cao của cái ca này thì được là gần 8 cm và đường kính qua đây là gần 7 cm. Em bán 120. B58 120. Em qua B59. B59 ở đây thì em có một cái con này đây. Đó. Và cái này thì giống như chắc là để nến hay sao anh, nhưng mà em không biết nữa. Này nó hơi bị kiểu oxy quá, kiểu mà để ở ngoài nắng mưa đây, nó kiểu dáng của nó như vậy. Đó. Em bán 200k. B59 200k. Em qua B60 là cái hộp cái lọ để trà đó. Nó nặng là 1,1 kg. Đường kính của nó ở đây là được 8 ạ. Và cái phần bụng của nó ở đây là khoảng 11. Và chiều cao của nó ở đây là được 9 cm. Cái này thì kiểu họ làm là rồng ạ. Đó, xung quanh là rồng. Và cái nắp là cũng có hình con rồng luôn. Đây, có một chuyện ở dưới cái phần đáy đây. Em bán là 720, B60 720. Hộp để trà, cái hộp mà để các anh cái chú mình để trà. Và em qua B61 là cái đồ sông trầm á, cái sông trầm. Thì cái này thì nó có một vết cấn nhẹ ở đây thôi, có một xíu thôi ạ. À. Có chữ ở có một chuyện chữ phía trước đây ạ. À. Hình thức là còn rất là đẹp luôn, chỉ bị cấn nhẹ một góc đó thôi. Và chiều cao ở đây là được 12. Đó, chiều cao của nó là 12. Và cái đường kính qua đây là được 6 ạ. À. Em bán là 650k, B61. Em qua B62 là cái gạt tàn. Cái gạt tàn bằng đồng luôn ạ. À. Mà đồng này đồng xưa nữa ạ. À. Đồng xưa nó nên nó lên cái màu xanh luôn. Đây cái này mình để tàn thuốc xong cái mình đóng lại, cái mình đang hút thì mình để mấy chú các anh sẽ để cái điếu thuốc ở đây, mình gác lên đây. Cái này cái chiều cao của nó ở đây được 6 cm. Và cái này cái đường kính của nó qua đây là được 7,5. Cái này em bán 220, B62 220. Em qua B63 là cái này là bằng gan ạ. À. Cái này là chuông gió. Cái này để gió nó lắc qua lắc lại nghe tiếng rất là hay luôn. Đó. Cái này thì em có được một cặp luôn. Một cặp. Đó, một cặp giống vậy. Thì em bán một cặp chuông gió này là 400k. B63 400k. Em qua B64. B64 ở đây thì em có một cái bình đồng mạ bạc ạ. À. Nhưng mà ở đây thì cái phần nắp của nó bị mất cái nấm ạ. À. Nó bị mất cái nấm. Đó, bên trong là còn mới luôn. Về các anh mình vệ sinh thêm ạ. À. Nó còn mới luôn. Nó nặng là 1 kg. Nó nặng là 1 kg luôn. Chiều cao nó ở đây thì nó được là 21 cm ạ. À.
và đường kính miệng của nó qua đây là được 8,8. Cái này thì dung tích của nó là chắc được khoảng tầm 800ml luôn à, nó rất là to. Em bán là 1 triệu. B64 là 1 triệu. Em qua B65. B65 thì ở nay em có cặp rồng phụng, nay em giảm giá à. Em còn hai cây này nên em giảm giá là một cặp luôn. Em bán một cặp là 1.050.000. Đây, đầu rồng, đầu phụng mà. Và dài là 90cm. Một cặp là 1.050.000. Em qua B66 ạ. B66 ở đây thì em có một cái mâm bằng đồng, đồng xưa. Và họa tiết này là cái người xưa họ làm luôn nè. Hình là hình, trên đây là hình lá hoa, rồi có những chú chim ở trên đây luôn đây. Đó. Ở đây thì em có chà ra đây thì đây, nó lên ánh đồng đây, đó, đồng. Và nó nặng là 1,7 kg ạ. Phía bên ngoài đây. Cái mâm này thì em thấy là nó không có bị cấn mớp gì hết à. Mâm này là họ làm thủ công đây nên cái đường của nó đây, cái đường này không phải là nó bị cấn mà do họ làm thủ công. Nên nó không có đều như là người ta làm bằng kiểu bằng làm bằng máy à, đó. Họ làm kiểu nó như vậy đây, họ đục mấy cái vết trong đây là thủ công hết luôn đây, đó. Nên mình nhìn cái kiểu thủ công thì nó sẽ khác à, đó. Cái đường kính nó qua là 40cm đó, họa tiết rất là cổ xưa luôn. Thì họ làm thủ công thì nó rất có giá trị luôn à. Và cái mâm đồng này là em bán 1.650.000. Đường kính qua là 40cm. Và em qua B67 á. B67 em qua một số mẫu dao gấp. B67 là cái con dao này là của Đức ạ. Đây, nó có chữ đây ạ. Germany. Con dao này khi mà gấp gọn ở đây là nó được 10,7. Đây. Soligan Germany ạ. Thép của nó là thép không dỉ. Dao này thì cái phần lưỡi của nó ở đây là được 8,4. Và bản ngang qua đây thì nó được là 1,5 ạ. Và độ dày ở đây là được 2 ly. Có hình một cái con báo nữa nè. Báo nó chạy ạ. À, của Đức. Em bán là 650k B67. Em qua B68 là một cái con dao gấp, cái phần này nó là bằng đồng hết à, đây nó là bằng đồng hết, và hai cái phần ốp đây nó là bằng gỗ nhưng mà gỗ đa màu sắc luôn đó. Rất là ít gặp cái loại này, rất là đẹp luôn. Đồng mà họ còn làm kiểu hoa văn như vậy nữa à. Này, hoa văn như vậy rất là đẹp, và đặc biệt nó là lại là vân đa ma kết nữa à. Của Tomahawk. Thép của nó đây XL214. Damascus đây ạ, à, Damascus 300. Đó, cái vân Damascus của nó đây. Đó, rất là hiếm gặp con dao này luôn. Con dao này nó gấp gọn ở đây là được 10 ạ. Và cái phần lưỡi của nó ở đây là được 6,2. Và bản ngang qua đây là được 1,5. Độ dày của nó ở đây là được 2,48 ly. Đó.
gấp gọn các anh các chú mình ấn ở dưới mũi dưới đây ạ. Rất là đẹp. Em bán là 950k, B68 950k. Em qua B69 là một cái con dao của Mỹ ạ. Phía ngoài của nó là ốp ốp nhựa, nhựa cao cấp. Nó rất là gọn. Đây. Nó đây ạ, thép là thép không xỉ của Mỹ USA. Chiều dài của nó ở đây là được 6,5 và bản ngang qua đây là 1,8 và độ dày ở đây là được 2,4 ly. Và dao này thì được là gấp gọn ở đây là được 10,2. Em bán là 520, B69 520. Em qua B70. B70 dao này thì hai bên ốp gỗ, và những cái chốt của nó là đều là bằng đồng hết ạ. Nó chốt bằng đồng hết. Và con này thì nó có ba lưỡi. Ba lưỡi dao gấp gọn ở đây là 10 ạ. Đây. Một lưỡi ạ. Hai lưỡi. Ba lưỡi. Lưỡi dao ở đây thì nó được là 4,5. Lưỡi này thì được là 5 và lưỡi này thì 6,6 ạ. Bản của mấy dao này qua thì khoảng là tầm hơn 1 cm. Đó, nó rất là gọn. Rất là sắc luôn, thép không rỉ. Em bán 600. B70 600k. Em qua B71. Con dao này thì cầm rất là nặng tay luôn ạ. Đó. Kiểu dáng của nó đây. Con này thì nó được là 12,3. Gấp gọn là 12,3. Và nó là của Đức ạ. Soligan. Soligan thép là thép không rỉ. Và nó có cái logo một cái hình người Czechoker gì ạ. Đó. Của Đức. Thép không rỉ rất là đẹp. Con này thì cái phần lưỡi của nó ở đây là được 8,3 và bản ngang qua đây là 2 ạ. Và độ dày của nó ở đây là được 2,9 ly. Đó. Con này thì cũng gấp ở cái phần cuối đuôi. Đó. Em bán 980. B71 908. Em qua B72. B72 là con dao gấp dạng bướm ạ. À. Đây cái màu đen này thì nó là bằng nhựa cao cấp ạ. À. Dao bướm. À, thép không rỉ của Rotary. À. Cái phần lưỡi của nó ở đây là được gần 9. Bản ngang qua đây là 1,6 và độ dày ở đây là được 2,8 ly. Gấp gọn ở đây thì được là 13 ạ. Em bán là 500k, B73 là 500k. Em qua B72 ạ. B72 là 500k. B72 500k. Em qua B73 cũng là một cái con dao gấp bướm luôn. Nhưng mà cái này là nó là bằng đồng và mạ phía bên ngoài là một lớp mạ màu vàng. Đó. Thì đây em có thấy màu vàng và em đã chà ra thử đây thì nó ra một cái lớp đồng đây, nó lớp đồng bên trong. Và ở ngoài thì người ta sơn mạ lên một cái lớp màu vàng. Nó cũng là dạng nó cũng là thép không rỉ luôn, talet. Dao này thì nó cũng dài ở đây được 8 năm và ngang qua đây thì được khoảng là 1,5 1,6 ạ. Và độ dày của nó ở đây là được 2,3 ly. Đó. Đó, nó gấp gọn ở đây là em đo là được
13. Em bán 650k. B73 650k. Em qua B74 là một cái con dao Tanto ạ. Đây, hình thức bên ngoài của nó đây. Cái phần tay cầm này là họ bọc cái lớp da cá đuối đây ạ. Chiều dài của nó ở đây là được 32 ạ. Đây, em đo không có vỏ. Không có vỏ thì chiều dài của nó ở đây là được 30. Và phần lưỡi ở đây là được 29 ạ. Và bản ngang qua đây là được 2 cm. Và độ dày là 4,9 ly. Và cái con dao này, cái khâu của nó ở đây là bằng đồng ạ. Đó. Và vân của nó là vân Damascus. Đây, cái vân này ạ. Đó, vân Damascus. Con Tanto này thì em bán là 3.800.000. B74. Em qua B75 là một cái con dao Tanto. Con này thì nó có cái bao phía bên ngoài, bao da phía bên ngoài. Và cái phần lưỡi của nó là thép lạnh, thép không dỉ, sapan. Thì chiều dài của nó ở đây là được 30. Và phần lưỡi ở đây là 17.2. Và bản ngang của nó ở đây là được 2.6. Và độ dày là 4.3 ly. Và em bán 480k. B75 480k. Em qua B76 là một cái con dao bếp Kasumi. Nó có cái bao luôn. Và bao này là bao da của con đà điểu ạ. Da thật luôn ạ. Kasumi này thì đây Kasumi made in Seiki Japan. Và vân của nó đây ạ, vân của nó là vân Damascus 32 lớp thép, và thép của nó là thép VG10, hàm lượng carbon cao luôn đây ạ. Con này thì cái phần lưỡi của nó ở đây là được 17. Và bản ngang qua đây thì nó được là 4.7. Và độ dày ở đây là được 2.2 ly. Đó. Tay cầm của nó là bằng gỗ ạ. Này, tay cầm là bằng gỗ có hai chốt. Đó. Vân rất là đẹp luôn. Đây, cái vân đây, nó rất là đẹp, vân gợn sóng. Đây ạ. Đó, vân rất là đẹp. Con này thì em bán là 2 triệu ạ. B76 2 triệu Nakiri. Em qua B77 là một cái con dao rèn thủ công thép nhiệt luyện ạ. Đó. Cái vân của nó đây. Con này là nó nặng 650g. Chiều dài tổng thể ở đây thì nó được là 40. Và cái phần lưỡi ở đây là được 25. Và bản ngang qua đây là được 5.3. Và độ dày ở đây là 5.9 ly ạ. Dao này rất là sắc luôn. Này, rèn thủ công. Con này thì em bán là 950. B77 950. Và em qua B78. B78 cái con dao này mình sử dụng thành dao chặt, dao phát hoang đều được. Nó là thép 3 lớp à. Đó, nó là thép 3 lớp. Nó có đây, nó có chữ ngoài đây, một chữ ở đây. Đó. Đây. Nó nặng 1.1 kg. Chiều dài tổng thể của nó luôn, em đo chiều dài tổng thể ở đây là được 47. Phần lưỡi của nó ở đây là được 31. Và cái bản ngang của nó qua đây là 5.5. Và độ dày là được 10 ly à. Nó rất là dày dặn luôn. Em bán là 1 triệu. B78 1 triệu. Em qua B79 là con dao chặt một mặt à. Có chữ ở trên cái phần lưỡi đây ạ. À. Dao một mặt.
Con này thì cái phần lưỡi của nó dài ở đây là nó được hay phần lưỡi của nó là được 18. Bản ngang qua là được 6,3. Và độ dày ở đây là được 6,1 ly. Em bán là 480k B79. Em qua B80 là một cái con dao chặt. Con này thì nó có cái bao đây. Trên cái phần lưỡi của nó đây, nó có chữ đây ạ. Nó có chữ, có hình đây. Dao một mặt. Và ở trên đây thì nó hơi bị có một cái cấn chỗ cái góc này chút xíu, nhưng mà không có ảnh hưởng gì hết ạ. Nó lưỡi là còn rất là sắc luôn. Tay cầm còn rất là đẹp. Chỉ do cái phần đầu bị một xíu thôi. Thì lưỡi của nó dài ở đây là 15 năm và ngang qua đây là được 5. Và độ dày ở đây là được 6,4 ly. Em bán cái này là 350 à. B80 là 350k. Em qua B81 là một cái con dao phát hoang à. Đó. Con này rất là nặng và dày luôn. Và nó có cái bao. Đó. Cái bao của nó thì hơi màu hơi bạc một xíu à. Và cái này thì nó không có đá. Đó, nó không có đá. Chiều dài, cái phần lưỡi ở đây thì nó được là 38. Phần bản ngang mà em đo ở cái phần to ở đây là nó được 5,6. Và độ dày ở đây là được 6 ly ạ. Em bán là 720k B81. Đây, lưỡi nó rất là sắc. B81 720k. Em qua B83. B83 ở đây thì em có một cây rìu. Cây rìu này là nó nặng 800g, nó là của hãng Thanley của Mỹ ạ. Đây, cái phần lưỡi đây rất là sắc luôn. Phần đầu lấy đinh và một cái phần đầu đóng đây còn rất là đẹp luôn. Bị cấn nhẹ thôi ạ, còn cái phần này đây nó còn rất là đẹp luôn. Thì chiều dài của nó ở đây là được 33 ạ. Và phần lưỡi ở đây đo qua là được 9. Và chiều dài ở đây là được 16,2. Đây, nó có chữ ở đây, nó có giải chữ ở đây nữa ạ. Em bán cây này là 1,1 triệu ạ. B83 1,1 triệu. Và em qua B84 ạ. B84 ở đây thì em có một cây kiếm hàng trưng bày. Cái kệ này là em sẽ tặng luôn để về các anh mình để. Cái này thì nó là bằng gỗ. Chiều dài của cây này là được 1 mét ạ. Chiều dài là được 1 mét. Đây, nó bằng gỗ. Nó bằng gỗ luôn đây. Đó. Lưỡi của nó là không có sắc bén ạ, lưỡi là bằng mon. Cái mặt bên đây thì cái phần lưỡi đây còn rất là đẹp luôn. Đó. Còn bên đây thì nó hơi bị dạng hơi bị rỗ một xíu ạ, nó có những cái vết rỗ như vậy. Thì em sẽ nói kỹ trên clip để các anh mình xem nó có những cái vết như vậy. Đó. Vân nó làm vân cũng còn rất là đẹp luôn và lưỡi nó là không có sắc bén ạ. Đây như em cầm được đây ạ, nó hàng trưng bày. Cây này thì nó dài tổng thể là 1 mét, còn cái phần lưỡi của nó ở đây thì nó được là 65 ạ. 75, lưỡi là 75 luôn ạ.
Cây kiếm hàng trưng bày này là nó dài tổng thể là 1 mét và phần lưỡi là dài là được 75 cm. Thì em bán cái cây này là B84 là 1.800.000 và kèm luôn cái kệ luôn. Đó. Cái kệ này thì mình để được 3 cây luôn ạ. Em qua B85 là cây kéo bướm ạ, à. Cây kéo bonsai, cây kéo tỉa. Chữ của nó đây, chữ nó khắc ở trên cái phần thân đây ạ, à. Lưỡi của nó dài ở đây là được hai, chiều dài là được 20 và phần lưỡi ở đây là được 5,5. Em bán cây này 200, B85 là 200. Em qua B86. B86 ở đây thì nó cũng dài là 20 ạ, và cái phần lưỡi ở đây là cũng 5,5. Kéo này thì dạng tỉa bướm, nó to hơn một xíu. Đó, chữ nó cũng khắc ở trên cái phần lưỡi đây. Lưỡi đây còn rất là đẹp luôn. Đó, không có mẻ dập gì hết. Thì cây B86 này là em bán 200.000 luôn. Có hai loại, một cây loại tỉa dạng nó thân nó ốm hơn, tay to hơn ạ. À. Và em qua 87 là dây cáp. Thì dây cáp này nó là thép kháng dỉ, thì cái độ dày của nó là được 4 ly và em bán là 80.000 một mét ạ. À. Thì cái này là 10 mét là 80.000. Thì các anh các chú nào mình muốn cắt hơn thì nhân lên ạ, à, giống như 20 mét hay là 50 mét thì tùy các anh các chú mình sử dụng ạ. À. Em bán là 80.000 10 mét. Một mét là 8.000 ạ. À. Và em qua 89 ạ. 89 ở đây thì em có cái cặp cưa. À, cái cặp cưa này đây, một cây là cưa ngóc ngách, một cây là cưa nhánh. Đó. Rất là sắc luôn. À, cưa này thì cái phần lưỡi của nó ở đây là được 18. Và cái phần lưỡi này ở đây thì được là 25. Đó. Cưa to lưỡi là 25, cưa nhỏ lưỡi 18. Thì cái cặp này em bán 100.000. B89 100.000. Em qua B90 là cây kéo cắt cành giật ạ. Cái này thì các anh các chú mình về mình sẽ làm thêm một cái cây mình cho vào đây ạ. Và mình sẽ cắt cành giật ạ. Đó, cái lưỡi này lưỡi rất là sắc. Đây nó có chữ đây ạ, Made in Japan. Thì cái này em bán là 240, B90. Em qua B91 là cây kéo lưỡi dài. Đó. Chữ đây, chữ Nhật ở trên cái phần lưỡi đây ạ. À. Kéo này là lưỡi nó là còn nguyên zin luôn, đó, chưa sử dụng luôn. Kéo này thì nó dài là 27 cm ạ. À. Và cái phần lưỡi của nó ở đây là được 11,7. Em bán cây này là 820. B91 là 820.000. Em qua B92 là cây kìm cắt kẽm của Mỹ ạ. À, Sawyer của Mỹ. Đây, lưỡi của nó đây ạ. À, lưỡi của nó là còn rất là sắc luôn, nguyên zin. Cái này thì các anh các chú mình cắt kẽm hoặc là mình cắt dây đồng, dây nhôm thì tùy ạ. À. Thì miệng nó mở tối đa ở đây là khoảng 2,2. Đó. Chiều dài của nó là được 20 cm. Và phần bọc nó bọc cho mình một cái miếng cao su màu vàng đây, cầm rất là êm tay luôn, 300.000. 92 300.000. Em qua 93 là cây mở lớp tự động ạ. À. Đó. Nó có cái nút khóa mở đây. Okay, đây ạ, à, kiểu như vậy. Nó là của hãng Super ạ. À. Của Super. Cái này cái miệng của nó qua đây là được 3,5. Chiều dài của nó ở đây là được 24 cm. Em bán là 350. B93 350. Em qua B94. Em có một cặp mỏ lớp, một cây là pha cơm, một cây là Rathman của Mỹ. À, cây này mỗi cây này thì nó dài ở đây là 15 cm ạ. À. 15 cm nó có ghi đây, 15 mm.
này thì cái phần miệng nó mở tối đa ở đây là được khoảng 2,3. Hai cây là nó sắp xỉ nhau à. Đó. Em bán là 200k. B94 là 200k. Em qua B95 là thước Tajima. À, cây thước này là nó dài là được 160mm. Và em thấy cái lực hút 500 của nó đây, nó để là 8kg luôn. Đây nó có 500 hút, đây hút rất là mạnh luôn à. Và nó có được là 3 cái đồng hồ luôn. 3 cái đồng hồ Tajima Made in Japan. Đó, 3 cái đồng hồ. Cái này mình treo lên, khi sử dụng mình treo lên là nó có cái móc treo nữa. Đó. Em bán 350, B95. Em qua B96 là cái cây mài liếc dao của Tamasaki. À, cái này một bên là độ mịn là 400, một bên là độ mịn là 1000 á. Thì chiều dài tổng thể của nó là được 28. Và cái bảng ngang qua đây là được 5 ạ. Cái bảng ngang qua là 5. Em bán là 150k, B96 150k. Em qua B97 là cây kéo bếp. Cây kéo bếp này nó rất là sắc luôn mà em cũng sử dụng cây này. Thép của nó là thép không dỉ. Đây, thép của nó là thép không dỉ. Rất là sắc luôn, cắt mình cắt đồ ăn rồi nó rất là sạch. Chiều dài là được 21 và cái phần lưỡi ở đây là được 8 ạ. Đây. Sapan, rất là sắc. Em bán 120, B97 120. Em qua B98 ở đây thì em có 5 cây bào. Cái này là còn mới luôn. Cây này là em xé ra để em cho các anh các chú mình xem. À, chiều dài của cây bào này ở đây là được 23 và phần lưỡi này là được 2,2. Em bán là 100k, B98 100k. 5 cây. Em qua B99. À, B99 là cái viên đá mài. Viên đá mài này nó có cái độ mịn là 3000 và 8000 ạ. Sapan. Cái này thì em đo qua đây là được 6, chiều dài của nó là được 18 và độ dày của nó là 2,5. Thì em bán là 120k, B99. Em qua B100 là viên đá mài tự nhiên ạ. À. Viên đá mài tự nhiên thì nó có những cái vết cắt tự nhiên như vậy. Đó. Độ mịn của nó thì theo mà tự nhiên thì mình cảm nhận là được, em cảm nhận thì khoảng là 1000 ạ, 1000 rip. Nó nặng là 1,4 kg. Thì chiều dài của nó ở đây là được hơn 20 và ngang ở cái phần mà nó không có bị bể ở đây thì 6,5 mà nó này cũng không phải bể nó, do họ cắt xéo đây. Đó, họ cắt nó không có ngay. Cái này thì nó đây là được 4,7. Em bán 250k, B100. Em qua bình phun sơn ạ. À. Cái bình phun sơn này là dung tích của nó là 750ml. Đó. Và cái đầu của nó là đầu 1.5 bit. Đó. Cái này em bán 280. B101 là 280. Em qua B102 là cái khò ga. Cái khò ga này mình gắn vô cái bình ga. Đó. Tokyo Japan. Đây thì nó có tự động cho mình luôn. Nó có mồi ga cho mình luôn. Đó. Đây, đó, nó chớp chớp đây. Em bán 120 ạ, B102 120. Và em qua cây thang ạ. Ở đây thì em có cây thang gấp của Nikita. Cây thang này đây, nó. Nó là được 13 bậc thang. Đó, kiểu dáng nó như vậy ạ. Đây. Thang gấp gọn đây ạ, nó. Và cái này thì cái phần mà ở dưới chân đây họ bọc cao su rất là dày dặn luôn để nó chống trơn trượt cho mình ạ. Và cây thang này khi mà mình mở tối đa là được 3,8 m ạ. Và thu gọn như vậy là được 85 cm. Và nó là bằng nhôm, rất là dày dặn luôn. Cái này là hình thức là em thấy là còn mới luôn, chỉ bị trầy xước nhẹ do quá trình vận chuyển thôi. Thì cây thang xếp gọn này là em bán 1.700.000. Và em qua
mấy con gấu gỗ của Nhật á, thì em có một con gấu to là gấu số 1 ạ. Đây. Gấu này thì nó ngậm cá. Con gấu này thì em đo chiều dài của nó qua đây là được 25. Và chiều cao của nó thì khoảng 14 ạ. Đó. Phỏng phỏng qua thôi à, tại vì mấy cái kiểu này nó cũng hơi khó đo. Cái này thì khoảng ngang qua đây 22. Đó. Gấu to ạ. À. Hình thức là gấu còn đẹp, gấu ngậm cá hồi của Nhật. À, con gấu 1 này thì em bán là 550k. Gấu 1 550k. Em qua con gấu số 2. Con gấu số 2 này thì nó bé hơn một xíu. Ngang qua đây thì nó được là 20. Và nó cao ở đây thì nó được là 14 ạ. Một đàn gấu luôn, một gia đình gấu 450, gấu 2 450. Bằng gỗ ạ. Và em qua gấu 3 là con gấu này nhỏ 108. Cũng gấu ngậm cá hồi hết ạ. Ngang qua đây thì nó được là 14. Cao thì nó được khoảng là 9 đó. Hai con gấu này em bán mỗi con là cũng 108, nó đều xem nhau. Thì các anh các chú nào mà mua luôn 4 con thì em bớt ạ. À. Đây, gấu này cũng 108 mà con gấu này cũng 108. Thì một đàn gấu luôn, gia đình gấu, gấu ba, gấu mẹ và hai gấu con. Vậy các anh mình trang trí ạ. À. Và em cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của em.